bọn mà đăng những cái tin mà bị chuyện rồi vu khống lên những cái mạng xã hội thì mình nghĩ rất nhiều, mình có nhiều cái mình thấy mình đọc được, nhiều cái mình thấy rất là mắc cười. Nhưng mà tại vì cũng có ít người mà lên mạng xã hội để phản biện lại những cái bọn đó, cho nên mình cảm thấy là giống như là mình khi mà mình vô Facebook thì mình thấy là những cái tin tức của bọn đó cũng khá nhiều. Còn những người mình biết cũng rất là nhiều người yêu nước nhưng mà người ta không tham gia mạng xã hội, hoặc người ta cũng không có thích mà lên mạng xã hội để mà đôi co với những cái đám này. Dạ em chào thầy. Cho nên nhiều khi mình thấy những cái bọn tự nhục thì nó rất là đông trên mạng xã hội. Cho nên mình có những cái gì mình biết được là mình ở nước ngoài. Như mình sống ở ở nước Mỹ này hơn 20 năm thì những cái mặt tốt, những cái mặt xấu giữa cái đất nước mình với một cái đất nước khác thì những cái mặt tốt mặt xấu mình có thể mình cảm nhận ra. Mình thấy đất nước mình thì nó có những cái mặt hạn chế thế này thế nọ, nhưng mà mình nhận thấy những nước mà nó đi trước mình 100 năm 200 năm nó cũng có những cái mặt hạn chế, nhưng mà những cái bọn mà chống phá nhà nước thì nó lại không nhìn thấy những hoặc là chúng nó giả vờ không thấy, hoặc là chúng nó không biết, nhưng mà chúng nó cứ những cái gì mặt xấu ở Việt Nam, ở Việt Nam là như thế đó, nhưng mà nó không có nhìn nhận ra những cái mà tiêu cực của cái xã hội phương Tây. Giống như người ta nói là bây giờ nói về chính trị thì người ta nói là đơn đảng thì tất cả những gì thì đơn đảng sẽ là bào chữa lẫn nhau hoặc là che giấu che đậy lẫn nhau, nhưng mà đa đảng giống như một đất nước Mỹ này thì nó lại xảy ra cái lợi ích nhóm. Thí dụ như những dạ chào anh Nguyễn Hữu Nhàn, thí dụ như một cái gì đó trong một cái đảng Cộng Hòa mà muốn đem ra xử thì cần phải bỏ phiếu, phải cần phải có một cái sự mà đồng nhất của hai đảng. Vừa rồi á mình thấy á, trong cái mà cái cuộc bầu cử vừa qua thì ông Trump ổng thu phiếu của ông Biden trong cái bang Georgia, thì ông gọi điện thoại trực tiếp cho những cái người cái thư ký kiểm phiếu của bang Georgia là ông nói ông muốn kiếm cái phiếu 47.000 phiếu để đủ cái số phiếu mà ông thu ông Biden. Ông chỉ cần hơn một phiếu nữa để ông thắng ông Biden. Thì thống đốc bang bang Georgia, người thư ký mà bầu kiểm phiếu bầu cử của bang Georgia đã thu cái cuộn băng đó, công bố cái cuộn băng đó, cái cuộn băng mà ông Trump đòi phiếu. Thì sau đó thì cái thượng viện nó đưa ra quyết định là nó sẽ trút phới ông Trump. Nhưng khi mà đưa ra trút phới thì cần cái số phiếu là 2 phần 3 cái số phiếu 100 thượng nghị sĩ. Thì hiện tại bây giờ là 50 50 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa và 50 thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ. Nhưng mà trong khi đó tất cả những thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ bỏ phiếu là đòi trút phới ông Trump. Nhưng mà trong phải cần phải theo cái luật, theo cái hiến pháp thì cần phải 70 75 phiếu, là 2 phần 3 số phiếu. Dạ cảm ơn anh Ngọc Bích, chị Ngọc Bích. Thì cần phải 75 phiếu mới được quyền chúc với ông Trump, nhưng mà đảng Cộng Hòa thì chỉ có 5 người bỏ phiếu đồng ý chúc với, còn
những người khác không bỏ ý đồng không đồng ý bỏ phiếu để trục phế ông Trump, thì ông Trump ông lại không bị không không bị trục phế. Thì đó là những cái mà những gì em nói là cái khi mà nó có hai đảng nó thành một cái lợi ích nhóm, là nó bao bọc lẫn nhau. Giống như là một cái lần đầu mà ông Trump bị trục phế là ông kêu Ukraine điều tra ông Biden, những cái mà bơi bối ông Biden làm ăn ở Ukraine thì công bố cho ông Trump. Thì tại lúc đó ông Biden với ông Trump là tranh chiếc ghế tổng thống, thì ông Trump bị đưa ra luận tội lần đầu tiên. Thì nhưng mà những cái người của đảng Cộng Hòa không có chịu đồng ý bỏ phiếu trước tới ổng, thì đảng Dân Chủ cũng không làm gì được. Hoặc là cách đây không biết mười mấy năm, 20 năm, hơn 20 năm chứ, thì ông Bill Clinton cũng dính vô cái scandal là quan hệ ngoài luồng với một cái thư ký Nhà Trắng, Monica Lewinsky. Thì đó là những cái tội mà khi mà người tổng thống mà phạm tội sẽ bị đem ra trục phế, phải bị đem ra luận tội để trục phế. Đảng Cộng Hòa muốn trục phế ông Bill Clinton, nhưng mà đảng Dân Chủ, đảng của ông Bill Clinton không bỏ phiếu thì cũng không làm gì được. Cho nên em nói ba đảng, hai đảng như ở Mỹ thì nó sẽ hình thành một hai cái lợi ích nhóm mà nó bao che lẫn nhau. Bây giờ một người có làm cái gì nữa thì tất cả những cái người trong đảng đó sẽ bao che cho ông đó, bà đó. Cho nên là bây giờ nói là đa đảng là rồi có tam quyền phân lập cái gì đó, nhưng mà cái đó là những cái mà những cái ví dụ điển hình. Cho nên nói đa đảng rồi tam quyền phân lập thì nó sẽ minh bạch, thì đó đó là chỉ những cái lý thuyết thôi chứ không phải thực tế. Giống như là lúc mà 2016 ông Trump làm lễ tuyên thệ, thì nó sẽ có một cái quỹ đã chi trả cho cái lễ tuyên thệ cho ông Trump. Thì con của ông Trump á, thì ông Trump vẫn có những cái hệ thống khách sạn, thì con của ông Trump dùng cái quỹ đó mà chi trả cho những người khách tới dự lễ tuyên thệ, thì những người khách đó lại ở trong cái khách sạn ông Trump. Nhưng mà cái quỹ tiền thuế đó trả cho cái khách sạn của ông Trump cao gấp mấy lần những cái khách sạn khác. Ví dụ như hai cái khách sạn số phòng một đêm là 1.000 đô la, nhưng mà những cái khách mà tới dự lễ tiền thuế ông Trump lại bị bắt buộc ở trong cái khách sạn ông Trump. Nhưng là rồi những cái khách sạn ông Trump thì tính tiền cao hơn là những cái khách sạn khác, thì cũng bị cũng cũng đem ra điều tra hoặc gì đủ thứ. Nhưng mà con của ông Trump cũng không có cũng không ai làm gì được con của ông Trump. Cho nên những cái gì nói là tam quyền phân lập nó sẽ có công bằng, hoặc là thật ra nó sẽ có những cái cách để nó luồn lách, nó hình thành những cái lợi ích nhóm. Hôm nay cuối tuần anh rảnh nên lên làm cái livestream. Vậy thôi em xin kết thúc cái livestream ở đây. Hẹn các anh chị và các bạn ở cái livestream khác. Bye bye.